Chào các bạn, chủ đề của video clip hôm nay là cũng là một chủ đề quen thuộc, nhưng mà tôi sẽ tóm gọn nhấn mạnh lại những cái ý quan trọng để mà chúng ta sẽ dễ ghi nhớ, và cái video clip này cũng sẽ rất là ngắn gọn. Thì chủ đề là làm những cái việc này đều đặn thì là suốt đời không có lo xe hao xăng. Thật ra thì nói suốt đời thì suốt đời của chiếc xe làm sao mà bằng suốt đời của một con người được. Nhưng mà thực tế thì có những chiếc xe là đi mười mấy năm, 20 năm, xe không có hề phục hồi bình xăng con gì cả, nhưng mà vẫn không hao xăng, xe đi hết đồng hồ luôn. Thì ở đây nó cho thấy một cái sự bảo quản, bảo dưỡng định kỳ xe rất là tuyệt vời. Đó là một thành quả của một quá trình sử dụng xe rất là tốt. Trong đó thì có những cái việc tránh, tức là qua kinh nghiệm của một người chuyên về khắc phục xe hao xăng, làm những cái việc phục hồi bình xăng con, thì tôi có những cái ý như thế này. Cái thứ nhất là một cái xe hao xăng, nếu xuất phát từ một cái xe ban đầu đã chuẩn, ví dụ một cái xe Nhật, xe Honda, xe Dreamway Honda, hoặc là một cái xe Yamaha, Sirius, Jupiter, hoặc là bất kỳ một cái xe nào đó, nếu xuất phát ban đầu nó là chuẩn, cụ thể là các xe Nhật, các xe hãng lớn, xe Ý, xe SUV, xe những hãng lớn, xe rất là chuẩn, thì xuất phát ban đầu nó là không hao xăng, nếu không muốn nói là rất là tiết kiệm xăng. Ví dụ đi đường trường có thể được 65-70 đối với xe số, và đối với các xe tay ga thì chuẩn của nó cũng đều là trên 35 cây lít xăng hết. Những cái xe tay ga 110-125 phân khối thì đi trong nội thành đều được 37-38 cây một lít xăng, đó là xe phiên bản cơ bộ chế hòa khí. Thì tôi nói những cái chuẩn như vậy, thì làm sao mà những cái xe đó là hàng chục năm sau, hàng mười mấy năm sau nó vẫn duy trì được cái mức tiêu thụ xăng như vậy? Thì đó là quá trình bảo dưỡng. Mà cái việc đầu tiên và nó cũng rất là dễ hiểu, tức là chúng ta càng chạy thì cái lọc gió nó sẽ càng nghẹt, và hao xăng được định nghĩa tức là tỷ lệ hòa khí thiếu gió thừa xăng. Một tỷ lệ hòa khí chuẩn là một tỷ lệ hòa khí 14.7 trọng lượng gió trên một phần trọng lượng xăng. Ví dụ 14.7 gram gió cho 1 gram xăng là tỷ lệ cháy tối ưu. Nhưng mà qua quá trình sử dụng, chúng ta đi tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, thì cái lọc gió sẽ nghẹt dần đi. Và như vậy cái việc đầu tiên để bảo vệ xe không có bị hao xăng là phải định kỳ vệ sinh lọc gió. Thì tôi nói cái lọc gió, người ta thường thấy là cái lọc gió bằng mousse xuất hiện nhiều ở trên cái chiếc rim của quay Alpha. Thì cái miếng mousse này á, cái thứ nhất là nó giữ được bụi, và cái thứ hai nó có thể vệ sinh trở lại. Thành thử ra là chúng ta, và tất nhiên cái diện tích của nó với cái mật độ, độ mịn, độ xốp của nó, thì ví dụ người ta tính cái miếng lọc gió này khi gắn vào nó sẽ cản khoảng 30% cái diện tích gió, mà nếu không có cái miếng này thì giờ có miếng này vô cản 30%. Và như vậy là người ta chỉ cần như vậy là đủ, nhưng qua quá trình sử dụng thì bụi nó nghẹt dần, thì cái 30% cản nó sẽ tăng dần lên, nó sẽ cản 35, 40, 45, 50, 55, 60, thậm chí tới lúc nào đó nguyên một cái miếng mút lọc gió này nó chỉ còn cho phép khoảng 10% cái diện tích là gió có thể qua được thôi, tức là gió sẽ rất thiếu, và như vậy xăng nó không đốt hết, thành ra xe hao xăng. Thì cái vệ sinh lọc gió là cái điều kiện đầu tiên và rất cơ bản để cho xe không hao xăng, là phải vệ sinh cái lọc gió thường xuyên. Lọc gió có thể là bằng miếng mút như vậy, hoặc là trên rất nhiều những cái xe tay ga
rồi trên những cái xe số quay ếch hoặc là phu neo hoặc số xe số khác nữa thì lọc gió bây giờ nó là bằng giấy. Giấy dạng sống gì, dạng sống gì để làm gì các bạn? Để tăng cái diện tích cản bụi lên, tức là lau nghẹt hơn. Rồi và như vậy cái điều kiện đầu tiên để cho xe không mau xăng là phải vệ sinh lọc gió thường xuyên, và thường xuyên là bao lâu? Thì thường xuyên này tôi không đưa ra một mốc thời gian cụ thể, vì sao? Nó phụ thuộc chúng ta đi đường đất hay là cái đường nhựa, chúng ta đi nhiều hay đi ít. Ví dụ chúng ta đi nhiều là 1 tháng chúng ta đi 2-3 ngàn, tức là ngày chúng ta đi 60 hoặc cả 100 cây số là 1 tháng 3 ngàn. Còn nếu mà đi bình thường theo tiêu chuẩn của Honda Yamaha nó tính thì đại đa số dù người ta đi bình thường là 5-12 ngàn cây, có nghĩa là 1 tháng 1 ngàn cây, và chia ra là 1 ngày, nếu chủ nhật cũng đi luôn là 1 ngày là 33 cây. Thì điều kiện, nếu trong điều kiện đi bình thường thì 6 tháng phải vệ sinh lọc gió 1 lần đối với đường nhựa, và đối với đường đất thì ngắn hơn, tức là khoảng 3 tháng thì cần phải vệ sinh lọc gió 1 lần. Rồi vệ sinh lọc gió mà nếu lọc bằng mút á, thì chúng ta tẩm xăng vào, chúng ta xả cho nó ra hết nước đen đi, và chúng ta xì gió cho khô, chúng ta phơi nắng cho khô rồi chúng ta lắp trở lại. Quá đơn giản luôn, các bạn chỉ cần một cây tua vít, hoặc nếu lọc gió bằng giấy, lọc gió bằng giấy thì cũng vệ sinh bằng xăng, nhưng ta dùng cái cọ mềm, chúng ta sẽ dùng một cái cọ mềm chúng ta quét vào trong những cái rãnh của cả hai mặt luôn, và chúng ta cũng thay nước xăng một vài lần đấy, đến khi nước trong rồi á, thì chúng ta xịt gió cho khô rồi gắn trở lại. Rồi đó là vệ sinh lọc gió là điều kiện đầu tiên nha, vì thiếu gió nó sẽ làm hòa khí vào xăng và xe không xăng. Cái việc thứ hai là phải vệ sinh buji. Cái xe có những cái xe nó rất sạch, có khi 2-3 năm không mở buji ra, nhưng mà mở buji ra vẫn tương đối là cũng còn hoạt động được. Nhưng chúng ta giả định trong cái điều kiện của chúng ta cũng cho nó một cái chu kỳ. Vì sao? Vì không chỉ là dư xăng thiếu xăng, mà những cái xe cũ nó có tình trạng bùn đốt nó dơ rồi, dầu nhớt có thể bắt đầu nó lên được trong bùn nổ. Do đó vệ sinh buji thường xuyên cũng là một cách để đảm bảo đánh lửa tốt và ngăn chặn cái tình trạng xe hao xăng, tức là ngăn ngừa tình trạng xe hao xăng. Thì khi vệ sinh buji á, thì người ta cũng kiểm tra luôn cái khe hở buji. Cái khe hở buji tốt đó là trong khoảng là 0,9 mm, hoặc có người thì kỹ thì dùng một cái canh lá để đo, còn không thì các bạn dùng chính ngay cái lưỡi cưa mà các bạn dùng để cạo ri á, thì bề dày của cái lưỡi cưa một lưỡi á, bề dày nó khoảng 0,9 mm, thì cho cái bề dày đó ngang, nó vừa lọt cái lưỡi cưa cái phần mà không có mài mỏng nha các bạn. Phần mài mỏng thì đã thiếu rồi, cái phần mà còn nguyên chưa mài mỏng nó dày khoảng 0,9 mm, thì lấy bề dày đó của cái lưỡi cưa đó là làm đúng cái khe của chấu uri. Vì nếu chấu uri chúng ta vì lý do gì đó vô tình hoặc là ai đó ha, không phải do chính tay chúng ta làm, mà chấu uri nó gần quá thì xe cũng rất là hao xăng đó nha các bạn, tức là lửa không mạnh, lửa không mạnh thì đốt không hết ha. Rồi chúng ta bước qua cái việc chú ý thứ ba là phải bơm căng bánh xe. Bơm căng bánh xe này thì trên mỗi xe và hầu như cũng giống nhau, nhưng mà thật ra chúng ta nếu chúng ta không biết là phải bơm áp suất bao nhiêu thì trên mỗi xe bánh trước bánh sau là bơm, bánh trước bơm 2,5 kg, bánh sau bơm 3 kg, là thường trên nhiều xe nó sẽ có in cái thông số áp suất của bánh xe ở trên cái cạc te sên,
ở trên cái phần nào ở giữa giữa cái thân xe xích xuống phía dưới chút xíu ha, là chúng ta sẽ biết áp suất. Còn trên những cái xe đặc biệt nào nó khác thì các bạn cứ tuân theo đúng cái yêu cầu của nhà sản xuất, bánh sau là mấy ký, bánh trước là mấy ký, bơm đúng như vậy. Nếu mà bơm cứng hơn á, thì nó mau mòn vỏ, nó mòn cái điểm ở giữa. Còn nếu bơm ít hơn á, thì chạy nó cũng rất hao xăng. Vì cái bánh mềm thì cái ma sắc lăn nó khác, và nó làm cho xe rất mất rất là nhiều sức. Cũng như khi chúng ta đạp xe đạp thôi, chúng ta để bánh mềm chúng ta đạp mệt hơn là để bánh cứng. Rồi và cái việc cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó là việc thay nhớt. Khi nhớt đi cũ rồi, xả nhớt ra chúng ta sẽ thấy nó đen thui. Và nhớt đen thui như vậy là nó mất cái độ độ nhờn của nó rồi, mất cái độ nhớt. Do đâu mà mất? Tức là khi nó làm việc nó nóng lên, ở nhiệt độ cao thì độ nhớt nó biến tính đi. Rồi chưa kể một số muội than, một số những cái cặn của những cái hỗn hợp cháy ở trong bùng nổ đó, nó sẽ hòa vào trong nhớt và nó thành như thứ bột nghiền. Nó mau phá hỏng máy móc đã đành mà nó đã mất cái tính bôi trơn rồi. Do đó là cái ma sát nó sẽ tăng lên và xe hao xăng. Thì khi chúng ta thay nhớt là chúng ta tái lập lại cái ta giảm ma sát và chúng ta cho phép là xe chạy tiết kiệm xăng như lúc ban đầu. Một cái chú ý thứ năm nữa là cái vệ sinh cái lọc xăng. Nhưng mà vệ sinh lọc xăng thì nó không có nằm vô trọng tâm lắm cái việc xe hao xăng, tại vì nếu lọc xăng nó nghẹt thì xe chạy nó lực khực là một, xe chạy tăng tốc nó không đủ xăng, nó ghìm xe. Nhưng mà những việc đó nó không gây xe hao xăng, những việc đó nó chỉ gây là cho xe chạy bất tiện và chạy rất khó chịu, tức là vặn ga nó không lên, nó lì. Gián tiếp thì nó có thể hao xăng ở yếu tố là nó lì á, các bạn. Nhưng mà bản chất là nó cạn xăng thì nó thiếu xăng chứ đâu có dư xăng đâu. Nó không dư xăng thì cái khả năng mà nó gây cho xe hao xăng là kém hơn. Nó không dư mà, khi nào nó dư xăng, ví dụ thiếu gió gây dư xăng là xe hao xăng. Thiếu xăng không gây xe hao xăng, thiếu xăng chỉ gây cho chạy xe rất là khó chịu, khó chạy, chạy xe không có lực. Rồi đó, thì những cái ý tôi nói là quá đơn giản, tức là vệ sinh lọc gió thì chúng ta chỉ cần cái tua vít bắc ke, và chúng ta mở ra chúng ta có thể dùng một cái thao nhỏ nào đó, chúng ta lấy xăng trong xe ra và chúng ta vệ sinh cho sạch cái lọc đi, phơi nắng rồi gắn vô, không cần máy bơm hơi luôn. Rồi vệ sinh buji cũng rất là dễ, chỉ cần cái tiếp buji thôi, mở ra vệ sinh và kiểm tra khe hở 0,9 ly bằng chính ngay cái lưỡi cưa dùng để cạo buji đó, về dày lưỡi cưa. Rồi vệ sinh. Rồi tới cái thứ ba, tức là bơm căng bánh xe. Bánh trước thường là 2,5 kg của xe máy, bánh sau thường là 3 kg. Những cái chỗ mà bơm nó có đồng hồ rất là nhiều, nếu đồng hồ chúng ta để ý, đồng hồ còn chính xác thì chúng ta chú ý cái chuyện đó, để chúng ta thường xuyên là chúng ta ghé bơm cái chỗ đó thôi. Tại vì có những cái máy bơm nó không đồng hồ, hoặc là những cái chỗ bơm đồng hồ nó hư rồi, nó nhảy tầm bậy tầm bạ. Rồi chúng ta, đó là điều thứ ba. Và điều thứ tư là thay nhớt. Thay nhớt thì cũng giống như yếu tố vệ sinh lọc gió, thì nếu chúng ta đi ngắn, tức là chúng ta đi 7-8 cây số rồi chúng ta vào làm, rồi chiều chúng ta đi về, đi 7-8 cây số thì đi như vậy nhớt nó không bị cháy. Nhớt bị cháy khi đi đường trường ở tốc độ cao, nhớt rất mau xuống. Nhớt mà khi đi đường trường chúng ta chạy 100 cây số giờ, 70-80 cây số giờ, chúng ta đi 1-2 tiếng, nhớt nó lỏng như nước lã thôi. Và chính ở cái nhiệt độ cao vậy nó mất rất nhanh cái độ nhờn. Do đó nếu chúng ta chỉ đi những đoạn ngắn ở trong thành phố, những đoạn ngắn chúng ta chỉ đi 10-15 phút là chúng ta ngừng nghỉ, thì nhớt như vậy có thể 2,000 hoặc 3,000 cây số chúng ta mới thay một lần nhớt, không sao cả. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên chúng ta đi đường trường, ví dụ mỗi ngày đi 100 cây số, chạy xe liên tục, thì cần, rất là cần là cứ khoảng 1,000 cây chúng ta phải thay nhớt một lần.
rất là khác biệt nha các bạn. Rồi và cuối cùng cái yếu tố là cái lọc xăng á, thì để cho xe chạy ngọt và tăng tốc nó tốt hơn, nó cũng có thể nếu lọc xăng bị nghẹt chạy thiếu xăng thì xe chạy không giọt, chúng ta ép ga thì nó lại cũng tiềm ẩn một cái nguy cơ xe hao xăng, nhưng mà nhẹ thôi, tôi đưa yếu tố đó vào cái yếu tố phụ chứ không phải yếu tố chính. Rồi, thân ái chào các bạn.